đó ở đâu tên gì không? Đường 46 hả? Vậy hả? Hình như chùa Bé Con hả? Hình như kêu bằng chùa Bé Con á, phải không? Chùa Bé Con không? Phải không? Bé Con. Ok. Bé Con. Thì lên trển chắc có hình ổng với là tên ổng, tuổi ổng, rồi mình lấy cái hình đó mình mới cúng mới được. Thì Tết này là về đó, Tết này là phải về đó, tại vì muốn như vậy là tôi về Việt Nam, tôi nói chở đi cái chùa Bé Con đường 46 là người ta biết phải không? Người ta biết không? Tại vì tự nhiên cái bây giờ nhớ lại hồi xưa ổng cưng tôi lắm, mà mình phải nên thắp nhang cúng ổng mới được chứ, hiểu không?